chào cả nhà. Chào cả nhà đến kênh bữa cơm gia đình của em. Thì bữa tối hôm nay em đi chợ nè cả nhà, sáng đi chợ em mua được một mớ ốc bu nè cả nhà, được 1 ký cả nhà. Ký mốt mà người ta lấy 50.000 cho thêm chầm kia ha. Rồi em bẻ được mớ lá ổi nè cả nhà. Luộc lá ổi chung với miếng sả, cắt khúc với sả sắc bự bự để mình để vô cho nó thơm cả nhà. Để đây em ăn với cơm mẻ, chén cơm mẻ, rồi em để đây luộc miếng cho nó trắng, rồi xả dớt em băm sẵn để em làm nước mắm. Bây giờ em mời cả nhà cùng vào bếp để luộc ốc với em nha cả nhà. Tắt son lên để luộc ốc đó nha. Cho vào đây miếng sả băm, miếng sả, miếng lá sả luôn cả nhà. Lót giấy đậu ổi xuống dưới. Cho vào đây tí nước mắm cho nó thơm. Rồi, em để vào đây ít lá ổi lên chưa, lá sả lên trên mặt. Rồi em đậy nắp lại chừng 20 phút là chín rồi đó cả nhà. Đây miếng bột ngọt luôn, bột ngọt ít thôi, tí bột ngọt nhiều quá hấp băng. Cho vào đây 2 muỗng cà phê đường. Cái con mẻ này nó chua dữ lắm, chút nữa em cho vào miếng mắm đánh cho nó tan con mẻ. Con mẻ này em nuôi cũng lâu nó cũng bã dữ. Thank you.
mắm mớ mà không chừa ra cho biết. Thôi để miếng thì tạm mắm xả. Đó nó mắm xả chứ. Sao mà cả nhà cùng đi ăn, mà cả nhà cùng đi ăn lại chào em chứ nè.
combo luộc sả nè cả nhà, chấm với cơm mẻ. Hai chồng em mời cả nhà cùng ăn ốc nha cả nhà. Mời cả nhà ăn ốc với vợ chồng mình cả nhà ơi. Đây, nhìn thấy hấp dẫn quá đây. Cơm mẻ hay là mắm với nó thì tự mốt về. Mắm cho nó đỡ ngán. Hai thứ luôn. Mời cả nhà uống miếng coca cả nhà, ăn ốc thì uống coca cả nhà cho nó tiêu. Thấm dặn cái hai chồng em mời cả nhà cùng ăn ốc nha cả nhà. Mời cả nhà. Rồi cái nước này nó vừa ăn quá cả nhà. Ngon quá. Giờ mình chặt cái đít này cả nhà, mình lấy ra được chưa mà. Quết với miếng cơm mẻ, xả ớt nữa cả nhà. Mời cả nhà nha. Quá ngon. Quá chuối nè. Quá chuối chết á. Chuối chấm cơm mẻ, đỏ. Quên. Hồi nãy em bẻ chuối. Em hồi chiều em nói là đi em bẻ chuối chát, bẻ nguyên trái em chấm vô đây. Không biết ai có chuối chát không ta. Giờ này, chị hai chị bẻ không có. Chấm dưa leo bạn không? Đúng rồi. Dưa leo chấm có gạo. Đúng rồi, dưa leo lại. Có cùng nèo vậy đó em cũng ngon lắm. Có gạo thơm vậy em. Có gạo thơm vậy không? Gạo gì? Tôi ngỡ mấy em. Thì lấy ra có gì chấm đấy. Không có gì không? Thôi có gì trong tủ lạnh có gì đấy có ớt nè, có cà nữa. Như leo. Khẽ rồi. Ngon quá nè. Chưa thì chấm. Không cho đỡ nghe. Ngon quá. Cũng ngon. Cũng ngon. Chú chát này chát chát. Không có chú chát mình ăn đỡ nè. Mình chị hai chắc có rồi cả. Ngon quá. Mời cả nhà đến cả nhà. Quá ngon cả nhà. Quết này mình chấm nước mắm xả nha. Cái gì? Quết với con mẻ với đá ớt này nè cả nhà. Nó ngon. Có chua chua. Cay cay, mặn mặn. Có gì chịu nổi. Quá ngon. Ngon lắm cả nhà. Cái này có bia cũng ngon cả nhà. Có lon bia. Ngày mò nhậu cả nhà, có mấy người nhậu thích lắm. Ngon quá mà cả nhà ăn cùng. Có nước vừa ăn quá ha. Nước này hình niêm á. Ngon. Rồi ốc nó sạch nữa, ăn nó không có bụi miệng. Cái này cả nhà ra nguyên con. Không có gãy khúc. Tại con ốc này là cái đít nó dưới này nó ngon lắm cả nhà. Chốn mày. Chốn mày nha. Má má cái này nó chút gà luộc thôi, không tụt gà luộc. Quết một cái. Đây nè, quết nè. Ở nhà con nữa. Cay mà nó ngon cả nhà. Ngon.
ớt nè, có ba trái ớt. Đã. Để cả nhà coi. Gà nó uổng lắm nha. Nói mấy chứ giờ nó ra trời nè, tự nổi gớt ra luôn hả? Hả, nghe em đã nói gớt ra nè. Mày nè cả nhà, ngó quá ngon luôn nè, nó cũng sọc rất rớt à. Để mình xả vô đây đặc biệt là lá ổi nha, rồi để chút cái mẻ vô trà con mình bỏ có nó sọc đó. Cây nó gai nó mát của nhà trà mẻ nữa cay à, mà cay vậy nó mới ngon. Con mẻ không cay thì không ngon. Còn có ba trái ớt mình bị đau tử nha, nhưng mà cũng phải ăn ớt, không ăn được nó phải ăn ớt mới ngon. Chạy lâu lâu mình ăn nè, bác sĩ nói đừng có ăn ớt nhiều mà bữa nay tại vì ngon quá vậy.
đường hết luôn em. Ăn không hết nữa. Tí hả? Hai cái. Cái mốt. Mà cho thêm đầm da món mấy tiền. Bán gì bán gì cho nó. Em ăn tí á. Rải lượng cái bớt à. Người ta lấy được con kia. Tại em mua cá rồi nữa. Bớt. Bớt. Mua nhiều thứ nữa. Mua cá thôi kìa. Ngon lắm anh nhỉ. Ngon hai chồng ra hấp bắp à. Gia đình có hai chồng em đó nha, thì mới làm. Có gì cả nhà bình luận ở dưới góp ý á, em chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Có một số quý bà chú chị em bạn cũng có bình luận góp ý đóng góp ý kiến á, thì bà gia đình thật cảm ơn những cái đóng góp quý báu của quý bà cô chú. Thì khi mà mình xem những bình luận đó thì mình cũng rút ra những kinh nghiệm đó nha, thì để mình hoàn thiện cái kênh nó hay hơn, để mình đạt được nhiều clip nó hay hơn để chúng ta cùng xem. Thì xin chân thành cảm ơn quý vị chú đã đóng góp ý kiến. Thì kênh bữa cơm gia đình với clip hôm nay thì cũng khá dài cả nhà. Thì nếu cả nhà xem clip này có thấy hay thì nhớ tặng cho bữa cơm gia đình một like và đăng ký một share, thì nó sẽ là được để bữa cơm gia đình hoàn thiện hơn. Clip này xin tạm biệt cả nhà và hẹn gặp cả nhà ở những clip sau. Bye bye.